Kính thưa quý vị, sáng nay 16 tháng 1, trong chương trình công tác tại Cao Bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân tại huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi đến Đảng bộ, chính quyền, các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân có mặt tại đây cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang, nhân dân tỉnh Cao Bằng tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng. Thủ tướng nêu rõ, dưới lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự nỗ lực vào cuộc của Chính phủ, Quốc hội, sự đồng hành vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, năm 2022, đất nước ta đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, chuỗi cung ứng lao động được phục hồi, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác đối ngoại được tăng cường, hội nhập quốc tế sâu rộng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng nhiệt liệt đánh giá cao sự đóng góp của Cao Bằng vào thành tựu chung của đất nước. Thủ tướng bày tỏ vui mừng Cao Bằng phát triển tốt các nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, Đại hội Đảng các cấp, tình hình khu vực biên giới ở Cao Bằng có chuyển biến tích cực. Chúng ta có trách nhiệm triển khai tốt kết quả chuyến thăm chính thức Trung Quốc mới đây của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước với tinh thần tích cực, chủ động, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Bởi Trung Quốc là nước láng giềng, bạn bè truyền thống, hai nước đều có Đảng Cộng sản lãnh đạo, cùng xây dựng chủ nghĩa xã hội, triển khai các đường lối đối ngoại, an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội biên giới, để xây dựng khu phòng thủ vững chắc về an ninh quốc phòng, phòng tuyến hợp tác cạnh tranh kinh tế quốc tế, giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới. Đây là vấn đề hết sức quan trọng đối với một tỉnh biên giới như Cao Bằng. Thủ tướng yêu cầu Cao Bằng tiếp tục triển khai làm tốt 3 quy chế biên giới đã ký với Trung Quốc, triển khai hiệu quả nghị quyết 33 của Bộ Chính trị về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, triển khai quy hoạch vùng biên giới cửa khẩu của Cao Bằng. Quy hoạch phải có đổi mới, tầm nhìn chiến lược, phát hiện và khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh. Quy hoạch phải phát hiện được mâu thuẫn, thách thức, hạn chế, yếu kém, tồn tại để tháo gỡ. Quy hoạch phải đi trước một bước, quy hoạch tốt mới có dự án tốt, mới có nhà đầu tư tốt, mới có hiệu quả tốt. Thủ tướng mong tỉnh Cao Bằng đạt nhiều thành tích trong năm 2023, cao hơn năm 2022. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng 100 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và 100 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng Lâm Thị Mèn ở tổ 1, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, có hai con là liệt sĩ. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão sắp đến, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mẹ Việt Nam Anh Hùng Lâm Thị Mèn và gia đình vui xuân đón Tết vui vẻ, đầm ấm, ý nghĩa. Thủ tướng mong muốn con cháu mẹ Việt Nam Anh Hùng Lâm Thị Mèn luôn chú ý chăm sóc, phụng dưỡng mẹ thật chu đáo.